những điều nên áp dụng vào các dịp lễ mừng. Con người gặp dịp mừng vui thì chúng sinh nhiều loài phải rơi lệ, đối mặt với bi thương thảm khốc. Tấm thân nhỏ nhoi một khi đã bị chủ quyết định phải dâng lên đãi khách thì mỗi đêm còn được sống phải ngàn lần run sợ. Ai biết trước chuyện nghiệp duyên rồi sẽ gặp lại, oán cừu lần lượt tìm nhau. Khi ấy, e rằng đã mang lông đội sừng, có miệng không thể nói thành lời, rồi cũng phải cúi đầu chịu dắt lôi vào chỗ chết. Có khác gì những con vật hôm nay? Người có đức hiếu sinh, khi bản thân đang được vinh hiển phú quý, gặp những dịp lễ mừng của quan chức đương triều, nếu có thể dùng các món lễ vật khác để chúc mừng thay cho rượu thịt, thì nên làm như vậy. Quan chức từ xa xôi tìm đến thăm, nên dùng các bức họa, thư pháp, đồ cổ quý giá cùng các sách khuyến thiện để trao tặng. Nếu bất đắc dĩ phải bày tiệc khoản đãi, cũng không được giết hại vật mạng. Quan phủ lui tới nên cung kính đủ lễ, nhưng không được dùng lễ vật là những con vật còn sống. Lễ mừng thọ của cha mẹ, nếu thân hữu có góp tiền mừng thọ, nên mang số tiền ấy làm việc thiện, phải liệt kê đầy đủ họ tên những người góp tiền. Lễ chúc thọ ngày nay thường liên hệ đến phong thái kiêu căng của con người thời suy mạc. Người xưa hơn 60 tuổi còn chưa chúc thọ, huống chi những kẻ chỉ mới 3-40 tuổi. Nếu không muốn làm trái thế tục, ít nhất cũng nên đợi trên 60 tuổi, sau đó cứ 10 năm mừng thọ một lần còn có thể được. Bạn bè thân quyến, nếu có người sắp lên đường dự thi, hoặc đi nhậm chức, hoặc đi buôn bán xa, không thể không có sự tiễn biệt, nên dùng tiền bạc, quà biếu để thay cho yến tiệc linh đình. Như vậy thì đôi bên đều được phước vì tránh được sự giết hại. Khi người thân gặp chuyện tốt đẹp, lúc đã đạt được rồi cũng không cần phải hối hả chúc mừng. Vì nếu điều tốt đẹp quả thật thuộc về mình, càng không nên phô trương ra bên ngoài. Học trò chuẩn bị đi thi hương, thi hội, phần lớn là bạn bè thân quyến, cùng nhau góp tiền rồi tổ chức cúng tế cầu đảo văn xương đế quân, quan thánh đế quân. Người thấu hiểu lý lẽ phải hết sức từ chối, ngăn chặn việc này. Trong nhà gặp chuyện tốt đẹp, bất đắc dĩ phải bày tiệc mừng, nên hạn định trước số bàn tiệc. Nếu nhằm các ngày rằm, mồng một, nên dùng các loại rau quả tinh sạch thay cho thịt cá. Vùng Giang Bắc có tục lệ, mỗi khi bày tiệc đãi khách, luôn chuẩn bị sẵn mấy mâm cơm chay. Như vậy, chẳng những tu tích phước đức, mà cũng tiện cho những thân hữu ăn chay. Cách làm đó rất tốt, người có đức hiếu sinh nên bắt chước làm theo, duy trì thành một phong tục tốt đẹp. Thân hữu ở xa có việc mừng, bất đắc dĩ phải thân hành đến chúc mừng, không nên mang theo quá đông người. Nếu thân hữu đặc biệt muốn bày tiệc chiêu đãi riêng mình, thì trước đó vài ba hôm nên tìm cách nói rõ cho người ấy biết, hoặc từ chối vì mình gặp kỳ ăn chay, hoặc từ chối rằng mình chỉ ăn đúng bữa, hoặc từ chối vì không ăn con vật giết riêng để đãi mình, nhờ đó có thể giúp giảm bớt rất nhiều sự giết hại. Đến dự tiệc ở nhà người khác, nếu thấy họ vì mình mà giết hại vật mạng rất nhiều, người có đức hiếu sinh nên buông đũa đứng dậy, vái chào mà về. Nếu có bạn bè thân quyến mắc bệnh, người có đức hiếu sinh không nên bày chuyện thu góp tiền bạc cúng tế cầu đảo tà thần ác quỷ. Nếu có người khác đem việc ấy bàn bạc, kêu gọi mình đóng góp, nên đem lời Phật dạy mà trình bày rõ ràng với họ, chỉ rõ lẽ nhân quả, nói cho họ biết việc quỷ thần không hưởng đồ phi lễ, nêu rõ việc sống chết đều do nghiệp lực đã tạo quyết định, khiến cho người ấy tự biết nghĩ lại mà từ bỏ việc ấy. Được như vậy là tốt nhất. Nhà giàu có, những khi nạp thê thiếp, người đến chúc mừng thường có cả những bọn không biết xấu hổ, đòi bày tiệc rượu mừng. Thói xấu ấy phải thận trọng, không được tán thành, nuôi dưỡng.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.